Kính chào quý bà cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý vị đã trở lại kênh Donation. Kính thưa quý vị, để hiểu, mọi người hiểu rõ hơn về luật di trú của Hoa Kỳ, hôm nay kênh Donation xin lấy bài trong trang immigration.filelaw.com chia sẻ về cái luật di trú để những ai chưa hiểu hơn sẽ được hiểu hơn và tránh sự hiểu lầm. Kính thưa quý vị, đạo luật trục xuất của Hoa Kỳ Deportation or Removal có từ năm 1798 dưới thời Tổng thống Grover Cleveland và Benjamin Harrison, nhưng 14 năm sau đó mới được thông qua và thành luật. Luật trục xuất hiện nay và thời bấy giờ không có gì khác. Theo luật thì Tổng thống có quyền trục xuất bất cứ ai nếu họ bị cho là nguy hiểm. Ngoại trừ những người được sinh ra và lớn lên tại đất nước Hoa Kỳ, thì bất cứ ai cũng có thể bị trục xuất hay bị bắt rời khỏi nước Hoa Kỳ nếu như là họ vi phạm những điều sau đây. Thứ nhất, sự có mặt của họ được cho là bất hợp pháp. Thứ hai, vi phạm luật di trú và luật hình sự. Thứ ba, thẻ xanh bị sở di trú rút lại hay bị hủy bỏ. Thứ tư, giúp đỡ và đưa người bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Thứ năm, kết hôn giả để vào Hoa Kỳ. Thứ sáu, bị kết tội hình sự. Thứ bảy, dùng giấy tờ giả để vào Hoa Kỳ. Thứ 8, tham gia hoạt động có tính cách nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Thứ 9, đi bầu cử khi chưa là công dân. Tổng thống Bill Clinton ký sắc lệnh bãi bỏ cấm vận đối với Việt Nam vào năm 1995, cũng đồng nghĩa là những người tị nạn hay định cư về đến Hoa Kỳ trước năm 1995, cho dù có vi phạm luật di trú vẫn không bị trục xuất, vì Hoa Kỳ và Việt Nam chưa bang giao. Những ai định cư tại Hoa Kỳ sau năm 1996 nếu vi phạm luật di trú có thể bị trục xuất vì Hoa Kỳ và Việt Nam chính thức bang giao. Theo luật California bây giờ, cảnh sát địa phương không có thẩm quyền để xét tình trạng di trú của mình hay đòi xem thẻ xanh, v.v. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, những tờ báo đưa tin là có những cuộc truy quét. Những cái thông tin đó nhiều khi không nghe kỹ và sẽ gây ra cái sự hiểu lầm, dẫn đến cái sự hoang mang, sợ hãi. Cho nên hôm nay kênh Donation xin chia sẻ về luật di trú. Kính thưa quý vị, ICE tức là cảnh sát di trú không có thời gian rảnh để mà đi kiếm chuyện hay bắt bớ vô cớ. Khi ICE muốn bắt ai, họ phải có lệnh từ cấp trên đưa xuống, phải biết rõ người đi bắt là ai và đã phạm tội gì. Nhưng quan trọng hơn hết là người đó đang ở đâu. Thực ra thì lực lượng cảnh sát di trú ICE không có thích bắt ai thì bắt, hoặc cưỡi ngựa lòng vòng xem ai ghét thì hỏi. Cũng không có chuyện đi gõ cửa từng nhà để xem có người bất hợp pháp hay không. Thực chất là tin tức mà ICE nắm bắt được là từ sở di trú hoặc từ cảnh sát địa phương. Ví dụ như trường hợp nếu anh có thẻ xanh định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1996 và anh đã phạm tội buôn ma túy, bị tù 3 năm sau khi hết hạn và mãn hạn tù. Bên nơi giam giữ sẽ báo với sở di trú và ICE lúc đó có bị trục xuất hay không là do sở di trú và ICE quyết định. Kính thưa quý vị, một chút thông tin xin chia sẻ đến quý bà cô bác. Cũng mong một chút thông tin này đem đến cái lợi ích về tinh thần cho quý vị và giúp những ai đó không còn cái sự hiểu lầm về luật di trú của Mỹ nữa. Và kênh Donation cũng trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh. Nếu quý vị thấy video này có hữu ích, xin quý vị hãy chia sẻ cho đến những người đang cần. Xin trân trọng.